Quý vị và các bạn thân mến, đây là hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai các bạn nhé. Đó, em rất là đẹp. Hơi cong cong, ướn ướn. Dáng siêu siêu. À, các bạn ạ, vòi hoa này thì đã lở được từ hôm rằm đấy, đúng rằm tháng 8 mình quay đấy. Thì hôm nay đã 22 rồi, tức là được 7 ngày rồi. 7 ngày rồi các bạn ạ. À, tính như là hơn tí cơ. Mình thấy lở từ buổi sáng mà bây giờ đẹp không các bạn, đây buổi tối nhé, mình đang quay. Đó, bận quá các bạn ạ. Thế nhưng mà cái này mình phải nói là lần đầu tiên mình được thưởng thức và ngắm em hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai thì thấy nó tuyệt vời, mức độ là cái sắc của nó là vàng đéo này. Đây, mọi người bảo là nó là mũ đỉnh cái gì đấy. Đây, mình nhìn thì khá đẹp quá. Đấy, mà cái này mình nhìn thấy nó đẹp hơn nhạn tháng 4, chứ mình có nhạn tháng 4. Đấy, đẹp hơn nhiều, mà hương thơm thì nó nói chung là mỗi người một sở thích, nhưng mình thấy cũng khá quyến rũ. Đó. Và đã 7 ngày rồi mà nở thì theo như mình nhìn đây thì mới được khoảng là nửa vòi hoa thôi. Thì mình trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì mình bận, mình cũng không chăm sóc được, thì mang ra cửa hàng là mang đi mang lại. Thì chỗ này là có hai cái nụ này bị những cái con gì ở trong cửa hàng mình ấy, mình treo trong cái bí nó cắn mất các bạn ạ. Đấy, mất hai nụ. Còn một cái nụ bên này thì sáng nay thì là mình thấy là nó bị con gì đốt ấy, thì nó hỏng mất, thế là hỏng mất ba nụ các bạn ạ. Nhưng mà đây vẫn còn khá nhiều như các bạn nhé, được cái vòi hoa rất dài này các bạn này. Cái này thì khả năng là nếu như theo như mình nhìn nhận thì khả năng là chơi bền hơn quế rất nhiều đấy các bạn. À, quế hòa bình chơi thường thường nó rơi vào khoảng là 2 tuần, thế mà cái này 1 tuần rồi đấy mà nó vẫn còn chưa nở hết đấy các bạn này. Các bạn thấy không? Em mà còn cái bông này thì theo như mình nghĩ thì đấy hoàng nhạn thì thấy cái sự giá trị của nó có thể chơi được khoảng 3 tuần thì tuyệt vời quá. Em mình nghĩ là chắc là 3 tuần đấy. Có thể được 3 tuần đến những bông cuối này, quan trọng là chăm những cái bông cuối này. Thì khi bắt đầu hoa hoàng nhạn này nở thì những con côn trùng nó sẽ kéo đến các bạn ạ. Kiến rất nhiều. Thơm mà, nó thơm. Đấy, mình quay cho các bạn xem. Buổi tối. Rất đẹp. Rất đẹp các bạn nhé. Mặt bên này. Thòi khá dài các bạn. Này, nguyên bản của nó là từ lúc mà mình mua về nó bé lắm các bạn ơi, nó có mấy lá đấy. Cây này thì nó được một mẩu thôi. Đấy, 4 năm này, 4 năm thuần dưỡng. 4 năm thuần dưỡng, đây mình cho mình, đấy, 4 năm thuần dưỡng. Thì năm nay có hoa các bạn ạ. Còn có khoảng hơn 30 chậu, nó khoảng 4 mấy cây ấy. 4 mấy cây thì nó cũng bị chết mất mấy cây lúc còn bé, không chăm được. Đấy, thì bây giờ năm nay có cây này ra hoa, còn hồi mình mua thì cũng có 10 cây ra hoa luôn rồi. Mình mua hồi đấy có 10 cây nhỏ nhỏ ra hoa luôn, nhưng mà bây giờ nó chưa ra lại. Còn cây này thì nó to hơn rồi các bạn này. Nó to hơn, cái lúc đấy thì nó chưa có hoa mà bây giờ nó ra hoa đúng rằm tháng 8, sướng quá. Đẹp không các bạn ơi? Tuyệt vời. Hôm nay quay kỹ cho các bạn xem là ngày thứ 7 nó nở. Sau 1 tuần nữa này. Sau 1 tuần hoàng nhạn tháng 8 ra nay được. Đấy không các bạn. Còn đây là em Phú Thọ này. Bây giờ những cái hàng Phú Thọ, HO, rồi Hồng Nguyên Thủy rồi ngày xưa được đình đám ra phết ấy, nhưng mà bây giờ thì để đánh chơi thôi. Đấy, còn những cái dòng nào cũng để chơi cả. Nhưng mà cây hoàng nhạn này thì phải nói rằng là nó mang từ rừng về. Bây giờ nhân giống thì mình chả biết nhân giống kiểu gì, cho nên còn cái hàng nhạn mà theo kiểu như là tự nhiên lai tạo thì nói chuyện làm gì, anh chả hiểu. Lai tạo còn cái nhân mô mới, còn đây là cái tự nhiên. Ngôi là cây hoàng nhạn này không phải đơn giản các bạn nhé. Đấy, đây như mình thì 4 năm rồi, có thể là những người khác người ta chăm tốt hơn thì phải mất 3 năm mới được cái này. Tại vì là cây này nó mất 1 năm đầu tiên nó phục hồi. Đấy, mà sau nó còn thuần thời tiết nữa. Đây các bạn này. Đấy, ăn vào chậu, nó ăn dễ vào chậu thôi các bạn này. Đấy, dễ nó ăn vào chậu này. Đấy. Nó phải thuần thời tiết này, lá nó mới như này. Đấy, mà may mắn cái cây này nó không bỏ một cái lá nào các bạn ạ.
mà mình cái này nó mình cứ để cái thế của nó này các bạn này, cái thế nó cứ cong 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 từ lúc nó về nó vỡ lên, vì mấy năm vừa rồi là lan xuống là cũng không trăm mấy, bận bịu. Đây các bạn này, nhìn cây đẹp không? Đó. Rất mê. Nói chung là mùi thơm thoang thoảng và đúng là hoàng nhạn các bạn. Nó vàng. Đấy, nó vàng. Nó có một chút chấm đen nhưng ban ngày thì nhìn rõ. Nó có một chút chấm đen. Ở cái đầu cánh này nó không. Đây bông này lở, cái bông này mình theo như đấy, cái bông này này là lở đầu tiên, là cái bông trên cao của ba cái này. Thế mà bây giờ sau một tuần vẫn đẹp không các bạn? Rất đẹp. Mà mình mang ra ngoài cửa hàng mất 4 ngày. Buổi tối là nó không có không khí đâu, ở trong cái phòng đấy nó kín. Đấy, cái phòng ký ốt nó kín. Đấy, về đây thì nó là vườn tược của mình thì nó thoáng rồi. Nó theo quen môi trường, nó ra đấy mất mấy ngày, mất rụng, mất hai, hỏng mất hai lũ. Và một lũ sáng nay nữa là ba lũ. Có như mất ba lũ, nếu như mình để ở nhà thì chắc sẽ vẫn còn được ba bông. Thôi nhưng mà thôi mình cứ mang ra chơi chơi. Chia sẻ lan man với các bạn thế, tức là rất vui. Đúng. Các bạn ngắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi nhá.